xin chào các bác ạ. Xe nào rồi cũng sẽ độ đèn thôi. Một chiếc Kia CD5. Bên em đang nâng cấp một gói bi LED limited nha các bác nhé. Bi hai chế độ pha cốt, chế độ cốt có mặt cắt, chế độ pha rất sáng, chiếu xa. Đây là cái vỏ đèn của nó này. Vỏ đèn của nó thì cũng đã rất cũ rồi, nhưng mà bên em cũng đã thay thế bằng cái mặt đèn mới. Thay thế bằng một đèn mặt đèn mới cho nó sáng và trong hơn. Đây thì thợ bên em đang trong quy trình lắp đặt các bác nhé, đưa bi LED vào trong cái vị trí đèn này. Một bộ titan limited, một bộ bi LED limited thì bộ này là chân xoáy các bác nhé. Nhưng mà vì cái diện tích không gian này nó rất hẹp, nên bên em sẽ phải quét để đưa cho cái vị trí bi này, đít bi này thò ra phía sau một chút thì nó mới vừa được cái mặt trước của đèn. Sản phẩm này thì có giá rất chi là phổ thông. Bộ này đang giá niêm yết đang là 4.500.000 và bảo hành 12 tháng thôi các bác nhé. Limited. Anh thợ bên em đang thi công. Quá trình độ con này thì cũng sẽ lâu hơn. Có thể là tháo lắp này, các cái vị trí căn chỉnh nó sẽ không được chuẩn như những dòng xe mới, ví dụ như là lưng cao thấp hoặc chỉnh trái chỉnh phải sẽ khó hơn đấy các bác nhé, chứ không hề dễ đâu. Vì đôi khi là cái vị trí chỉnh nó sẽ không còn hoạt động được nữa, chỉnh trái phải, chỉnh lên xuống nó sẽ không còn hoạt động được nữa, thì đảm bảo là khi mà thợ kỹ thuật thi công thì sẽ phải căn chỉnh chuẩn luôn. Đây là khi chiếu vào cái bản căn đây ạ. Đây là bên trái đây. Bên trái đây thì khi mà lên nó sẽ như này. À bên phải các bác nhé. Bên phải ạ. Sẽ cần phải căn cho nó phẳng ạ, phẳng cái mặt cắt. Đây các bạn nhá. Sẽ còn một cái chụp xi để che bi nữa. Bên phải coi như đã hoàn thiện đến 60% rồi. Tiếp tục là em căn bên trái nữa. Sau khi căn chỉnh xong thì em sẽ úp mặt đèn vào ạ. Các bác có thể nhìn vào cái mặt đèn khi em hoàn thiện rồi ạ. Đây là hoàn thiện xong xuôi, úp mặt kính vào rồi các bác nhé. Các bác có thể nhìn vào biển căn đèn đây ạ. Biển căn đèn khi mà chiếu vào biển căn thì mặt cắt rất là sắc mịn luôn. Hai chế độ pha, chế độ cốt rất sáng đúng không ạ. Và bây giờ thì em mời các bác ra đường. Khi mà em đi dưới trời mưa đây ạ, nhiệt độ màu 6000, bi limited bảo hành 12 tháng, giá 4.500.000 đây ạ. Ánh sáng cũng rất chi là tuyệt vời luôn. Đây ạ. Lên pha và xuống cốt rất chi là sáng luôn. Một phân khúc tầm trung dành cho các bác thích tăng sáng. Các bác quan tâm tới giải pháp tăng sáng thì hãy để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác những video lần sau ạ.